đâu ấy? Chỗ gà. Muốn kiếm tiền không? Kiếm tiền là sao? Kiếm tiền ấy. Bây giờ em có trò vui lắm mà ngay quả bóng rồi. Anh biết trò ném bóng không? Ném bóng vào một lon vào chậu ấy. Biết, sao? Anh kiếm tiền không? Kiếm tiền không? Tiền thì ai chả muốn. Bây giờ thế này nhá. Bây giờ em với anh chơi một trò. Anh chỉ cần ném vào chậu một phát. Anh được 2 lít. 2 lít? Cái gì sai tao bao giờ thấy mày. Nửa tiền đâu, tiền đâu, đặt xem nào. Tiền đây. Đâu? Ôi giời, có 2 lít bộ. Thế rồi thì... 2 lít này đủ lấy cái gia tài của anh đấy. Kinh đấy. À, tức là bây giờ mày lại bảo là 50 một phát xong rồi tao ăn được 2 lít gì không có đâu. 10 nghìn thôi. 10 nghìn không có tiền. Không. Thôi chẳng cần. Không cần lấy luôn. Thôi không em tự tin trình độ của em chơi đẳng cấp hơn anh. Em chơi. Thế tao chơi thế nào? Không mất tiền à, mà vẫn được tiền nhỉ? Đúng rồi. Ok. Nhưng mà thua đi bị phạt. Thì chơi game thì phải có thưởng có phạt chứ. Phạt gì? Phạt làm theo điều người khác thích. Nhẹ rồi. Thế mày bảo tao làm chó tao phải làm à? Không bao giờ làm chó. Chào. Nói chung là không làm những cái điều thất đức. Không làm trái pháp luật. Đấy. Và một số điều khoản khác. Ok, okay không? Ok. Ừ, được. Nào, à. chơi kiểu gì? Bây giờ sang đây em bảo. Bây giờ chỉ nơi nhá. Được với mạch rồi. Với mạch rồi, ồ, ok. Bây giờ anh cầm quả bóng này. Ném vào cái quả kia. Ném vào đây á? 2 lít. Thật. Thật. Ném, đứng đây. Đứng đây. Ném bóng vào đấy. Đúng rồi. 2 lít. Đúng rồi. Tao nghe gì đấy sai sai đấy. Anh tưởng em nó không đơn nhỉ? Giản quá. Cứ phải thắng được em. Tiền đâu? Đưa sẵn đây. Đây. Đưa sẵn tiền đây. Không được. Sao lại không được? Đưa thắng thì mới được cầm chứ. Đưa bóng đây, tao ném một phát vào luôn. Để 2 lít vào đây. Ờ, để 2 lít vào đấy. Nào. Nào. 200 gì? 200. Tức là bây giờ chỉ cần tao ném quả này vào như quả trắng là tao lấy 2 lít gì? Đúng rồi. Bây giờ anh ném này. Bay vào đây. Vào đây. Anh chạy sang. Nhặt 2 lít đút vào túi. Thế ơi. Thấy rõ chưa? 2. Tao nghe nó ảo ảo nào ấy nhỉ? Tiền thật. Tiền thật này. Để xuống. Đó, tiền để xuống. Thật này. Để xuống, để xuống. Đây. Rồi. Tức là vào hết là 2 lít nhá. Rồi, cẩn thận ném một vạch. Tao khuyến mại cho bước nữa rồi. Như quả bóng trắng là tao lấy 2 lít gì. Đúng còn rồi. Không là chịu phạt tí thôi gì. Được rồi. Ôi trời, trời, nhặt luôn 2 lít được đây. Này, đơn giản. Ai hốt thì mà. Úi ơi, 2 lít của em nhá. Thu về, thu về. Thua rồi. Thua rồi. Nó ảo đấy nhỉ, không được. Ảo gì? Được, này. Tao ném lại phát nữa. Có thua, có chịu. Tao ném lại phát nữa. Thật đấy. Nói chung là hôm nay là hơi đen, không phải kẻ địch quá mạnh mà là do mình quá đen mọi người ạ. Không phải anh đen đâu mà em đẳng cấp. Thôi nói thật ra là thua thì phải chịu thôi. Mình thì luôn luôn là một người quân tử nhất ngôn. Thế nên là thua phải chịu, mình phải sẽ phải chịu một hình phạt. Thì ok, làm gì làm đi. Bây giờ như này nhé. Phạt về kinh tế thì mới căng. Kinh tế có cứt đâu mà căng. Giờ chả có tiền làm nào với phạt. Phạt mà đấy quá thì ngại lắm. Đấy quá là sao? Bởi em phạt anh nhẹ nhẹ đây nè. Phạt gì? Thì anh cứ đấy đấy. Bây giờ anh nhắm mắt lại. Em bịt mắt đây. Xong rồi. Bịt mắt thôi á? Bịt mắt rồi á? Xong anh ngồi vào đây. Anh ngồi vào đây khoảng 5 phút. Ngồi im chứ được không 5 phút chiếc được nóng thì là thôi. Không nghe có gì, cứ đấy điêu điêu. Anh nóng lắm. Được, tao xem là mày thả con gì vào đây phải không? Không. Không, tao cũng phải lộn ra xem. Không phải, nó lại cho lông sâu gióm ở đây thì hoặc là không. Cái gì thì chết tao. À, thế tao.
Anh chịu được nóng này anh. Thế thì tao nằm tao vào mé ngược này được không? Mé nạc được. Nghe cũng bị đấy sai sai. Ngược tao dùng cái ngược. Tao không dùng. Mé này không được à? Đấy. Thì đúng. Vẫn thế đúng không? Thế thì sao này, chị sao này. Em bị mắt lại. Ok. 5 phút rồi nhá. 5 phút. Ok. Nhắm mắt lại. Nhắm chưa? Nhắm rồi. Mình cũng bịt thế thì bố ai nhìn cái gì đâu mà. Nhanh nhanh lên, sắp hết 5 phút rồi đấy. Chưa. Này, bị không, trong mưa được tính chưa? Không cần biết, từ khi tao bước vào cái tải này là đã 5 phút rồi. Ok. Tao chỉ cần ở trong cái tải này 5 phút thôi đúng không? Ok. Ok luôn, sợ gì. Nói chung là thua phải chịu thôi. Ngồi xuống. Đấy. Ngồi hẳn xuống. Đấy. Ngồi hẳn xuống. Ngồi thế nào? Ngồi xuống. Cái tải nó bé ngồi được à? Quỷ à nó. Quỷ. Tao không có từ quỷ đấy. Không. Anh tui hẳn to tay vào chân vào. To tay làm gì? To tay vào. Được. Hết 2 phút. Ngồi xuống. Đấy. Tui hẳn xuống. Càng cỏ phết đấy. Nào từ từ ngồi nó phải khoanh chân đàng hoàng ấy. 5 phút thôi gì? Đây là hình phạt nhẹ nhất có từ trước đến giờ. Bắt đầu tính giờ nhá. Và tính 2 phút rồi, còn 3 phút nữa. Ok. À, 3 phút là 180 giây. 180, 179. Ngồi im nhá. 178. Anh 177. Mà. Anh mà ra ngoài nhá, mất 2 triệu. Ok, tao quân tử không phải. Không thì tao đã không chịu được. Phạt rồi. Đợi đấy. 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 42, 41, 40, 39, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 133, 132, 131, 130, 118, à đâu nhầm, 129. Gì đấy? Đấy, gì đấy? Đây, bỏ. Đấy. Cái gì? Này này, tao không đùa được nhá. Này, bỏ ra. Ấy, ui. Chỗ đá vào. Ây, chít cổ tao. Chỗ đá vào đá. Cái gì đấy? Này, không chơi bẩn nữa nhá. Không chơi bẩn, chơi quân tử đấy, ai. Bộ. Bộ. Này, chơi quân tử đi nhá. Chơi quân tử nhá, không chơi cái kiểu này đâu nhá. Này, chơi đây. Chơi chừa cái trời. Chơi cái mắt nạt đi, ông ăn trộm gà trộm vịt nhá. Lại chôn nhá. Chú chó của em hả? Ôi ơi. Này, không chơi cái kiểu này đâu nhá. Tao nói thật, bây giờ một bỏ ra, hai tao mà ra được mày chết. Bây giờ không bỏ đi làm sao? Này, hả? Thằng nào bây giờ đây? Anh biết thế nào? À. Thằng nào biết được thằng nào? Mày thích đấy. Anh là gì là đi? Không chơi kiểu này đâu. Không chơi kiểu này đâu. Này, chơi nó đàng hoàng nhá. Này, 180, 60, 50, 40, 50, tao không biết. Coi như hết 5 phút 10. Thì thả ra. Đấy, thả ra đi. Tao không biết đâu. Nói chung là bây giờ một là thả ra, hai mà tao ra được thì mày biết thế nào đấy. À. Bây giờ thì anh bây giờ thích có thế thả nào? Không? Bây giờ mày thích thế nào? Thế nào cũng được. Nào, có thả không? Không. Nhanh không chả chơi cả đây. Không chơi kiểu này. Này. Không chơi kiểu này. Ai bảo trước anh ăn trong gà nghiêm. Gà quế tính sau liên quan. Hôm trước anh chỉ thả gà lên trước của em không nha. Không biết, không chơi kiểu này. Một chắc vào. Một chắc bỏ thế thì bỏ vịt phát ra. Không. Không cứt đi. Này, lấy dây sâu trước vào đây. Sâu đục lỗ sâu đây này. Sâu cái gì? Sâu thật sâu xuống này. Nói chung là bây giờ một là mày thả ra. Hai là mày vẫn phải thả ra. Tám mà ra được thì bố anh ra không được. Thằng nào nữa đằng sau đây? Nào. Tao không biết đâu. Đấy mày, tao nói thẳng bây giờ một. Này,
Không treo cổ tao chết là mày chịu đấy. Bây giờ em anh có ước nguyện là đi chơi một vòng trái đất không? Tao không có ước nguyện gì giờ này. Đi du lịch ấy. Bây giờ một là thả. Đi du lịch quanh một vòng trái đất. Hai là tao mà ra. Bây giờ em cho anh ước nguyện là đi một vòng trái đất. Không cần biết. Bây giờ một là thả ra. Có thế thôi. Thì bây giờ tí nữa thì em lúc này em về thì thả nhé. Nhanh lên. Nói chung là không. Đấy, thả đi, thả đi. Không chơi kiểu này đâu. Bỏ ra. Nhanh. Nóng. Tao. À. Cái gì? À, tao nhá. Một thằng mà. Này, bỏ ngay ra ra. Cái chó này, mày được đấy, chiều tao lên là tao giấy hết cá coi của mày, tao thịt hết cá coi của mày đấy. Này, mày có tin không? Bây giờ em bị chửi cái tội gọi là mày trộm mà. Tao sẽ trộm các. Bây giờ một là mày đúng mà không là chiều tao đốt nhà luôn. Có thế thôi. Còn không là nhà em có chó chăn nhé. Từ bây giờ đừng có bao giờ em lại sợ anh quá. Bây giờ 5 phút quá nhiều, tao mà ra được thì thôi nhá. Anh ơi, anh còn người chăn chú gì khác không? Tao không cần biết, bây giờ thả ra. Bà đây cơ. Bây giờ đi này nhé. Như nhủng gì cả, bỏ ra. Con chó này. Cái tay tao rồi đấy này. Đau tay tao. Bây giờ thả ra có điều kiện gì thì cứ bảo. Bây giờ anh mới biết cảnh mới treo ở trên cây à. Treo cầu, tao có treo mày trên cây bây giờ đâu. Ngày trước liên quan gì đến bây giờ nữa. Này, làm gì rồi tao một phát tao đập trên tòi đấy. Này, không chơi đâu, tháo cái bịt mắt ra cái. Không sao đâu. Lúc nhèm mắt lắm rồi. Ở đây cần rất mưa rồi, không chơi. Ui, tao nghe thấy tiếng gì đấy? Ui, cái gì đấy? Lên máy múc. Không, đừng. Cho người ta cổng đi lên. Mình đi lại. Đừng có máy múc, máy mủng gì cả. Mày cái gì đấy? Tao nghe thấy có tiếng gì? Ui. Hay thì em lên đây ngồi nữa cho nó không, chiếu. Bỏ tao ra đi, thật đấy mà. Thật, không chơi kiểu này đâu. Chả chơi, không chơi không phải chơi. Không, bây giờ mày có thả ra không? Không. Con chó này có thả ra không? Bẩn ghê. Không, bây giờ thả ra đi. Tao không biết rồi. Tao cũng không chơi cái trò này đâu. Không chơi cái trò này đâu. Bây giờ nhá, thả ra ngay lập tức. Tao còn tha thứ. Còn không là không tha thứ nữa đâu. Anh đợi em một tí, em chuẩn bị thả rồi. Ngày thương ngày ta đi.
Tao mỏi lắm rồi. Thật, không về, không chơi kiểu này đâu. Tao ra mày chết. Thằng nào? Tí anh sắp được ra rồi. Tí bây giờ. Xem nào. Thằng nào khiêng được. Alo. Ôi trời ơi. Má đâu mày ơi? Má đâu, má đâu? Có mát hơn tí thôi. Bây giờ thả ra đi. Thật. Phải không? Nào, bây giờ nhá. Thả tao ra, tao tha thứ cho tất cả. Ok. Và cho mỗi thằng 50. Ok, okay nhớ nhá. Ờ, thả ra. Ok. Cho mỗi thằng 50 luôn. Thả ra, thả anh này ra. Ờ, thả ra. Thả anh này ra. Nào, mỗi thằng 50. Thằng nào đấy? Thằng Thế phải không? Ờ. Thằng Vượng phải không? Ờ. Ấy, đấy, được rồi đấy. Ấy, cắt ra. Đang cắt. Cắt hẳn tải ra. Đợi tí. Chỗ nào đấy? Cái gì đấy? Nào. Thằng cắt gì nữa? Cắt đi, cắt, cắt cho anh này ra. Nào thôi cắt đi, mỗi thằng 50, 100 đi. 100 nhá. Ờ 100. Ok. 100. Ở đây là 4 người. 400. 4 người á? Ừ. À 4 người. Thằng Đạt. Mày thằng Thế. À. Không có. Chắn luôn tao. Tao. Thả ra. Bọn mày đi đâu đấy? Bọn mày đi đâu đấy? Nhanh 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 nhanh. Làm gì đấy? Anh biết ai đấy không? Ai? Vợ ai đấy? Nhiều vợ tao tao cắt tiết. Hả? Mày bỏ cả, mày giờ thả tao ra. Tao đây. Không biết. Thả ra. Ui. Phải không anh ơi? Phải không? Nhằm hết cả mắt. Cái gì đấy? Ui. Không. Ui. Ra, không không chơi bẩn đâu. Đấy, đợi em một tí này. Ôi giời ơi, sao lại cho lên đây. Này, 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 này. Tao không chơi kiểu này đâu nha. Nhanh lên, thả. Cái tội này là cái tội hai em chụp vào của em này. Bây giờ chịt cả coi này. Ai mà. Tội này là cái tội chuyên gia trốn em này. Ui. Cái tội này là cái tội không ăn cắp chim của em này. Này. Bây giờ mình. Bây giờ tao không cần biết. Bây giờ thả nhanh ra còn kịp. Tao còn không gánh. Mày tí nữa tao treo mày lên cây luôn. Này, em chờ anh chắc. Một khi em đã dám bắt anh đến đây rồi nhá, thì anh không có cửa đuổi theo em đâu. Em phải chắc ăn 100% rồi. Này, giá làm sao được. Này, chắc chưa. Cái gì đấy? Thôi, 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 thôi. Ui, thôi. Mày không, ui, tao không, nào. Không cửa được nữa này. Này. Nào. Nào. Không, giờ không chơi kiểu này đâu. Nào. Nào đấy cả. Không, em chỉ trôn, trôn anh thế thôi. Không, không chơi kiểu này. Bây giờ nhá. Bây giờ mày thả cho tao cho 1 triệu. Ừ. Không. Không 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 thở được. Thế này tắc thở chết đấy. Mày đây tài. Cái gì? Mày, mày có tin là anh bảo anh thích là đi sông hơi mà. Mày có tin là anh chiều sông hơi đất cát luôn này. Mày có tin là chiều một đàn cá coi om dưa không? Anh có mày tin có là... tin là một đàn chó săn giả cầy không? Anh có tin là chiều anh mới được về không? Tìm 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 thả đi. Không đùa nữa thật. Và anh có tin là không đùa nữa thật đấy. Không chơi kiểu này đâu. Nào. Thế ai bảo anh chôn anh chôn đi em. Hôm nay em chôn anh lại đây. Đấy là chôn chứ không phải là chôn sống. Thế anh trêu anh... đấy là trêu. Đấy là anh chôn. Mỗi khi anh chôn em thì hôm nay em chôn lại anh luôn. Thế anh tính thế nào? Hai con gà trọi lần trước tính thế nào? Bây giờ mày tính thế nào tính? 5 triệu. Ai ốt thì mà. 500 nghìn một cân. Anh ơi,
rẻ, vừa chất lượng, nhiều vừa nữa. Nhiều. Có cái bít vệ bảo anh đi ra chợ Đồng Xuân mà mua, rẻ, nhiều nhưng mà chưa chắc đã chất lượng. Đấy là người ta nói thế thôi. Còn mình hôm nay sẽ đưa ra cho mọi người một combo vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất lượng. Bao gồm 3 sản phẩm nha mọi người nhá. Đó là một đôi giày Việt Nam xuất khẩu, hai thắt lưng da, và không thể thiếu đó là một nước hoa Chanel. Đây, giới thiệu cho mọi người từng sản phẩm. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu. Giày mọi người chọn đôi nào cũng được. Đẹp từng chi tiết. Có mã từ T1 đến T15. Anh em mình rất nhiều giày. Mọi người sau khi lựa chọn sản phẩm từ T1 đến T15 thì sẽ lựa chọn tiếp theo đó là hai thắt lưng da hiện đang hot nhất thị trường. Một mặt xoay và một mặt truyền thống nha mọi người nhá. Đó, đẹp từng chi tiết, không thể thiếu một nước hoa. Úi dồi, úi dồi. Chanel nha mọi người nhá. Một nước hoa Chanel. Sao mà mùi thế nhỉ? Thơm. Combo 3 sản phẩm đó là một giày Việt Nam xuất khẩu, hai thắt lưng và một nước hoa. Chỉ có giá 300k. Em nghĩ nên bán 290k. 270k là hợp lý ạ. Ok luôn, 270k. Nếu mọi người mua lẻ một đôi giày Việt Nam xuất khẩu có mã từ T1 đến T15 nha mọi người nhá. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu thì mua lẻ đang có giá, anh em mình đang để bán là 150k. Hai thắt lưng 100k nữa là 250k rồi. Một nước hoa 100k nữa là 350k. Nhưng riêng combo ngày hôm nay vừa rẻ này, vừa nhiều này, vừa chất lượng, chỉ có giá 270k nha mọi người nhá. Cực kỳ ok. Giày Việt Nam xuất khẩu, đây là do Tắc Biên ở Trung Quốc anh em mình lấy về, hàng quay đầu, giá cực kỳ mềm với mọi người. Nhớ, vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất. Chất.